Chào anh em nhé, mình Dần Cơ Khí đây. Bên mình chuyên sản xuất cái dòng đẩy thuyền động cơ điện 3 pha không chổi than nhé. Bên đây là công nhân đang đang test sản phẩm để đóng đi cho khách nhé. Mỗi cái đơn đi cho khách đều được công nhân kiểm tra test kỹ lưỡng trước khi đóng hàng nhé. Phụ kiện rồi thì test đầy đủ. Giới thiệu anh em qua một chút. Hôm nay mình đi cái con đẩy 1500W này này. Đi gần vào. Gần đây. Đây là dòng đẩy 1500W nhá. Anh lấy cái mỏ led quay qua vào cho nó dễ. Đây này. Đây là một cái máy đôi 1500W này. Bên đây là máy đơn 1500W này. Hôm nay là rất nhiều đơn 1500W nhá. Những con ở chỗ đây là 1500W này. Hàng này là mình mới về được một lô motor rất là chất lượng nhá. Hàng rất là chất lượng để cho anh em chạy thuyền lớn nhá. Loại 3 cánh. Còn bên đây là những cái dòng thông thường như đã ra rồi. Đây con 800 này. Đây 700 này. Đấy, đây là 700 hết này, đây còn 1000 này. Những con này thì anh em đã quen thuộc với nó rồi. Cái tay này có thể chỉnh lên xuống được này. Đấy. Đây là cái con máy đôi để tải cho thuyền lớn nhá. Máy đôi. Chạy rất là êm mượt mà lại khỏe nữa nhá. Nên là anh em có nhu cầu đặt hàng hoặc là tham khảo sản phẩm bên Dần Cơ Khí thì liên hệ với số điện thoại là 0989166263 nhé. Kênh trên YouTube là Dần Cơ Khí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.